trở về với cuộc sống bận rộn của mình. Các bạn biết rằng sẽ không thể có được thời gian gặp nhau đông đủ như thế này được nữa. Những giọt nước mắt luyến tiếc, những cái ôm thấm thiết dường như càng khắc sâu những kỷ niệm vào trong tâm trí của các bạn. Các bạn ơi, hãy lưu giữ mãi những hình ảnh đẹp này nhé. Sáng hôm sau, trên đường trở về nhà văn hóa thanh niên, các đại sinh đã ghé qua trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Tam Bình, Thủ Đức. Những mảnh đời bất hạnh đã đánh thức tình yêu nhân loại trong các bạn. Và trên hết, các bạn đã nhận ra rằng cuộc sống của mình là quý báu biết bao khi có tình yêu của gia đình, bạn bè. Và từ đó biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có, biết yêu thương gia đình nhiều hơn. Chuyến xe dừng lại tại nhà văn hóa thanh niên, người thân đang chờ đón các bạn trở về. 8 ngày trong quân đội dần trôi xa vào quá khứ, nhưng có lẽ đó sẽ mãi là khoảng thời gian đẹp trong ký ức của mỗi trại sinh.